Suối đẹp quá anh chị ạ. Suối này là suối Cầu Ba anh chị. Mới nạo vét đồ xong à. Mới nạo vét đắp đê đồ rất là đẹp. Suối Cầu Ba. Xin chào cô chú anh chị. Em là Điền đây, chào mừng cô chú chị đã quay lại với kênh của em Điền nha. Thì video hồi nãy thì cô chú anh chị vừa xem đó là suối giáp cái bất động sản mình đây luôn anh chị. Nên là em chuẩn bị giới thiệu tới cô chú anh chị cái bất động sản này giáp suối Cầu Ba rất là đẹp luôn anh chị, nằm khu dân cư mà đặc biệt nha, nằm rất là gần gần trường luôn anh chị, gần trường học này. Đây nằm phía sau đây là trường trung học cơ sở Hòa Hội này, và kế bên trường học cơ sở Hòa Hội là trường trung học phổ thông của Hòa Hội luôn. Ở trường học nằm kế bên, khu văn hóa và tiện ích thì đầy đủ luôn. Mình chạy ra chút xíu ha, đường mình chạy ra chút xíu đây là gặp cây xăng đồ ngoài này rồi, kinh doanh đồ rất là nhiều luôn. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu mà cô chú anh chị mà rành về xã Hòa Hội á thì nói ở Cầu Ba thì anh chị nào cũng biết. Đó. Đây, thì em đang ở Cầu Ba xã Hòa Hội anh chị ạ. Vị trí này em đang đứng là ở Cầu Ba xã Hòa Hội. Hiện tại trước đất của mình đây là mặt tiền đường nhựa rộng hơn 6 mét, ô tô né nhau thoải mái luôn. Đây, xe em đậu đây nè, đó. Xe em đậu đây mà khoảng trống này còn rộng hơn chiếc xe em đậu nữa. Ô tô né thâu thoải mái luôn. Rồi, trước khi vào video thì em sẽ nói sơ bộ về cái bất động sản này, giới thiệu anh chị cái bất động sản này ha. Đây, bất động sản mình nằm đây anh chị, đây đất rất là đẹp luôn đó. Trước thì hôm qua chủ gửi em thì nói chung là cỏ cũng âm tầm giống mấy kia ha, em không vô được. Nhưng mà có cái là cái bất động sản mình có cái suối ở sau rất là đẹp, mà em kêu là bây giờ mà cỏ mọc như vậy sao em vô coi được. Anh ta hôm qua kêu người vô phát luôn đó, là nay là em mới vô trong em quay cái suối cho cô chú chị mình cùng xem được đó, chứ không là gai cũng mà vô không được anh chị ạ. Đất cũng cực kỳ tốt luôn ha. Đây em không nói nhiều nữa, đây đất mình ha. Đây 18 mét nè, 18 mét mặt tiền đường nhựa này nhá. Giá chủ bán rất là rẻ luôn đó, sâu vô là vô tới giáp suối đó luôn là 26 mét anh chị, 26 mét đó. Sâu thì cũng không sâu lắm, mà ngắn cũng không ngắn lắm, cũng tương đối là đủ sử dụng rồi anh chị. Mà giá cực kỳ rẻ luôn nha, cực kỳ hơi luôn anh chị. Chỉ có 1 tỷ 050 thôi, 1 tỷ 050. Tại hôm qua anh chủ đất thì cũng có nói là bây giờ á, ơi mày mày coi có khách nào không bán giùm anh cái này. Anh kêu là anh bán rẻ cho anh cũng không bán mắc đâu, anh cần tiền mà. Thì tính ra nhiêu anh chị, 18 mét mà 1 mét chỉ có nhiêu, 58 triệu 1 mét thôi, chưa tới được 60 triệu 1 mét anh chị. Đó, mặt tiền đi nhựa này anh chị, nằm khu dân cư đó, dân này dân ở nè, trường học nằm sau lưng này đó. Đó, đầu kia cũng cái dân, anh chị chạy thẳng hết cái đường này là ra gặp ngay cây xăng Cầu Ba luôn đó. Khoảng vài trăm mét rồi mình ra đó mình gặp cây xăng là cũng như là tỉnh lộ 329 luôn anh chị. Đó. Chỗ vị trí em điền đây thì đất này thì không gần biển đâu anh chị, không gần biển đâu, nói thẳng vậy luôn cho dễ. Đó. Cách biển thì khoảng đâu đó là 18-19 cây số anh chị ha. Đường mình thì tất nhiên là đường thông rồi tới đây, và đặc biệt có cái nữa đây, phía bên này anh chị có thấy cái cầu không à? Đó, cầu này mới làm nè, đó trải nhựa rồi để mà thông ra cái đường này ha. Để mà thông ra cái đường mặt tiền mình đây nè, đó thông ra bắt thông ra đây nè, là thông vô đó là anh chị biết đi đâu, đi ra được tỉnh lộ 329 này, cũng như là đi ra cái cổng sau của trường trung học phổ thông và trung học cơ sở luôn anh chị. Vậy là con đường này rất là thuận tiện anh chị ha. Nếu mà em nghĩ là nếu mà anh chị mà thích cái này mà về làm theo kiểu cái mô hình mà làm quán nước quán đồ cho học bán cho học sinh quá tuyệt vời luôn. Tại
ở cổng trường phía trước thì cũng tỉnh lộ cũng có, nhưng đôi lúc học sinh thích đi đường trong này hơn anh chị ha. Giá cũng rất là rẻ, chỉ có chưa tới 60 triệu một mét ngang mà. Mặt tiền đường nhựa này quá tuyệt vời rồi. Và bây giờ em sẽ lui lại một lần nữa cái view suối phía sau mình. Xã Hòa Hội này thì để ra được thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc mình á, thì phải qua cái xã Xuyên Mộc. À, xã Xuyên Mộc rồi mình mới tới là thị trấn Phước Bửu anh chị. Thì ra đó khoảng đâu đó là 10 cây anh chị ạ. 10 cây số là ra tới xa cũng không xa mà gần cũng không gần. Suối rất là đẹp luôn anh chị ha. Phía sau đất mình thì có ở cái khúc này làm bậc thang luôn nè. Bậc thang luôn. Cái chỗ này nghỉ dưỡng thì tuyệt vời luôn anh chị. Ở sau có suối, thích thì lấy cần câu ra đây câu cá phía sau. Làm cái nhà nho nhỏ rồi trồng cây trồng cối. Trồng cây trồng cối. Mát mẻ. Đức mình thì hiện tại là Đức chưa có thổ cư nhưng mà chỗ mình là khu dân cư rồi anh chị, không có dính vào cái diện quy hoạch nào hết anh chị ạ. Mình cũng lên địa chính địa phương thì mình cũng có thể là xin lên thổ cư, đăng ký lên từ từ, chuyển mục đích từ từ lên cũng được thôi anh chị, khu dân cư mà. Ở đây cũng chẳng quy hoạch gì cả. Anh chị thấy nè. Rồi, cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền xin cảm ơn anh chị đã xem hết video của em Điền đó. Và xin chào và hẹn gặp lại clip sau của em Điền nha. Xin chào.